Là nhỏ mà hay lắm nha anh em ơi. Là bát 16 nè. Hôm nay cái lo nó là lo cú, là cú ống bơ nha nè, nó cú như cổ tay mà nhà nè, tốt rồi. Mình cho anh em coi thông số sau nè. Hôm nay cho em đi đèn độ cơ này nha. Hôm nay là 96 decibel. Độ nhạy là kinh khủng đó nha, 96 à. Ba đường tiếng mã ra hôm nay có coi cái cú rồi nha, anh em nào cần thì inbox đây mình gửi cái hình cú qua coi anh em vừa tháo ra 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 cho anh em coi luôn, dặn lại chưa kỹ nè. Nói gì cho mây gió một rừng đầy hoa sim lên để chiều đi không hết. Tìm con này xài cú móng ngựa nha, mình rờ tay vô đây này. Con này anh em chơi âm đi đèn rô cơ này nè, cầm một cái lo nhỏ nhỏ scan. Rồi ok anh em nha, dàn lại này nó bị không là phải định hướng lại cho nó nên mấy cái đai gỗ ép nó bị là chắc phải đố keo lại rồi anh em mới bỏ vô đố keo lại.